Chào mừng em đã quay trở lại với Viettel Store TV. Sau sự thành công, mà thực ra thì cũng không phải là thành công đâu, sau việc ra mắt chiếc Asus Zenfone 6 với khá nhiều những đột biến về thiết kế, thì ở thời điểm hiện tại chúng ta lại tiếp tục có những thông tin về thế hệ kế cận tiếp theo của chiếc Zenfone 6, đó là Zenfone 7. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây, đấy là với sự không thành công quá của chiếc Asus Zenfone 6 và mức giá của chúng hơi cao một chút, thì chiếc Zenfone 7 này có những gì nổi bật và mức giá của chúng liệu có dễ thở hơn hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá điểm mà đã được lộ rất nhiều trong suốt khoảng thời gian vừa qua và cũng được rất nhiều anh em quan tâm, đó chính là về hiệu năng. Hiện tại chúng ta đang có những thông tin về việc chiếc Asus Zenfone 7 được trang bị con chip là Snapdragon 865, thực ra là 865 Plus. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chúng ta lại có những thông tin cho rằng chiếc Zenfone 7 chỉ được trang bị con chip là Snapdragon 865 mà thôi. Thay vào đấy, con chip Snapdragon 865 Plus sẽ dành cho người đàn anh được ra mắt cùng với chiếc Asus Zenfone 7, đó là Zenfone 7 Pro. Nhìn chung ấy thì đây là một trong những bước đi mà mình đánh giá rất cao Asus, vì đơn giản rằng họ sẽ phân cấp được tầm giá cũng như là phân cấp được đẳng cấp, kiểu như họ phân lớp được những chiếc smartphone khác nhau của họ, chứ không phải là cùng một mức cấu hình xong cùng một mức giá, giống như là mình đang nói đến dòng S của hãng nào đấy. Còn về mức bộ nhớ RAM ấy, thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ RAM, đấy là 6 và 8 GB. Và mức tùy chọn bộ nhớ trong thì chúng ta sẽ có 3 tùy chọn, đấy là 64, 128 và 256 GB. Nhìn chung ấy thì đây là một trong những mức bộ nhớ rất đủ dùng, chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều. Thứ nhất, từ trước đến nay mình vẫn đánh giá khá là cao giao diện Zen UI nha. Đơn giản là bởi vì giao diện Zen UI nó khá là gần so với giao diện gốc của Google, thế nên là chúng ta sử dụng một cách rất là thoải mái, rất là mượt mà. Tuy nhiên thì chiếc Asus Zenfone 7 sẽ có những cắt giảm nhất định, đấy chính là về chip nhớ. Chiếc máy này sẽ chỉ được trang bị chip nhớ, đây là GFS 2.1 mà thôi. Đây là một trong những điểm thua thiệt khi mà nếu như anh em nhìn qua những chiếc máy khác và ngay cả chiếc ROG Phone 3 hay là ROG Phone 2 luôn. Nếu như mà nằm chung mức giá với chiếc Zenfone 7 này thì chúng ta sử dụng chip nhớ ở GFS 3.0 rồi, đem đến cho chúng ta một tốc độ mở khóa, không chính xác là một tốc độ mở ứng dụng, đem đến cho chúng ta một tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn trong quá trình sử dụng. Thì về cơ bản đây sẽ là một trong những hạn chế nhất định của chiếc Zenfone 7. Đây là một chiếc máy mới ra mắt, chúng ta sẽ có rất nhiều công nghệ nổi bật, rất nhiều công nghệ tiên tiến, cho nên chúng ta sẽ phải có những cắt giảm nhất định và chúng ta sẽ phải chấp nhận điều này trong quá trình sử dụng. Điểm qua đôi chút về camera thì chiếc Asus Zenfone 7 sẽ trang bị camera chính với độ phân giải 64 megapixel, sử dụng cảm biến Sony IMX686 và khẩu độ của máy sẽ là f/1.8. Tiếp theo chúng ta sẽ có một camera góc siêu rộng với độ phân giải 12 megapixel, khẩu độ f/2.2, một camera hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh với độ phân giải 8 megapixel, và cuối cùng chúng ta sẽ có một cảm biến 3D TOF. Nhìn chung thì đây vẫn là một trong những hệ thống camera mà đủ dùng thôi, vì cơ bản rằng Asus từ trước đến nay được đánh giá không quá cao về phần camera và sẽ là một trong những điểm bị thua thiệt so với những thương hiệu khác. Nếu như anh em để ý thì chúng ta đang có rất nhiều những chiếc máy đánh rất mạnh vào camera ở trong phân khúc này, và nếu như mà đẩy về thị trường Việt Nam, kể cả chính hãng ấy, thì nó sẽ khá là khó cạnh tranh. Còn nếu như mà để xét về thị trường sách tay thì chiếc Zenfone 7 này sẽ đụng ngay với chiếc Realme X50 Pro, là một trong những chiếc máy đang được đánh giá rất cao. Và chưa kể đến việc sách tay thì còn phải gặp cả ROG Phone 3 nữa. Mà ROG Phone 3 thì có rất nhiều điểm đáng tiền. Nếu như mà chúng ta chấp nhận chúng ta có một trọng lượng nặng hơn ấy, thì lựa chọn chiếc ROG Phone 3 mình đánh giá là nó vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều so với chiếc Zenfone 7. Còn nói về khả năng quay phim thì chúng ta vẫn sẽ có rất đầy đủ. Chúng ta vẫn sẽ có quay phim 4K 60fps này. Sau đây chúng ta cũng sẽ có quay phim ở độ phân giải Full HD với số khung hình trên dây là 240fps. Và chúng ta sẽ có cả quay phim HD nhưng mà ở số khung hình trên dây lên tới 480fps chưa? Hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều những tác vụ. Và một trong những điểm mình cảm thấy ấn tượng ở trên chiếc Asus Zenfone 7 này, đấy chính là về camera selfie ở trên chiếc máy này. Thì đơn giản là nó sử dụng cơ chế xoay lật tương tự như ở trên chiếc Asus Zenfone 6, thế nên là chúng ta sẽ có camera trước như thế nào, camera sau như thế. Thế nên là trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ có những bức ảnh ấn tượng, mặc dù thì như mình cũng vừa mới nói, thuật toán xử lý hình ảnh ở trên những chiếc máy Asus mình không hề đánh giá cao. Nhưng mà đây vẫn là một trong những thứ mà mình kỳ vọng và mong rằng là Asus sẽ xử lý cái thuật toán xử lý hình ảnh để giúp cho chúng ta có được những bức ảnh đẹp mắt hơn. Và như mình cũng đã nói ở phần camera vừa nãy thì chúng ta sẽ có một cơ chế camera xoay lật tương tự như ở trên chiếc Asus Zenfone 6. Vậy thì ở phần thiết kế chúng ta sẽ có những gì nổi bật? Chúng ta vẫn sẽ có hai mặt kính, và hai mặt kính này vẫn là kính cường lực Gorilla Glass nha. Mình vẫn không rõ là máy sẽ sử dụng kính Gorilla Glass đến mấy, nhưng mà với cái mức giá đâu đấy nằm ở trong phân khúc cận cao cấp thì nó mình nghĩ là sẽ sử dụng kính cường lực Gorilla Glass sẽ thứ 5 hoặc thế thứ 6. Ngoài ra thì máy cũng sẽ sử dụng phần khung được hoàn thiện bằng chất liệu đấy là nhôm. Đây vẫn là một kiểu thiết kế mà trông rất là sang trọng, không có quá nhiều vấn đề chúng ta có thể phàn nàn. Và nhìn chung thì với việc mà bán rẻ là cái thứ nhất, cái thứ hai là vẫn đem đến cho chúng ta một chất liệu thiết kế sang trọng, thì đây sẽ là một trong những điểm nhấn ở trên chiếc Asus Zenfone 7.
Và ngoài ra thì nói về khả năng hoàn thiện mặt kính đi. Mặt lưng kính ở trên chiếc Asus Zenfone 7 này vẫn sẽ được làm bóng, và đây sẽ là một trong những hạn chế nhất định so với những đối thủ khác khi mà ở thời điểm hiện tại ấy. Thì iPhone, những chiếc máy đến từ Apple ấy, họ đã định hướng lại thế giới khi mà họ đem đến chiếc iPhone 11 Pro và 11 Pro Max với việc mặt lưng được làm bằng kính nhám, cho nên hiện tại rất nhiều những hãng ở thời điểm hiện tại đang đi theo hướng đấy. Mà Asus lại đem đến cho chúng ta một chiếc flagship với mặt lưng kính như vậy thì nó hơi lệch trend một tí, nó không ấn tượng lắm. Là sang bên phía mặt trước ấy, thì chúng ta sẽ có một màn hình tất nhiên rồi. Nếu như mà chúng ta không cần phải chứa camera selfie thì chúng ta sẽ có một màn hình toàn màn hình luôn. Đây là một trong những điểm mà mình đánh giá rất cao chiếc Asus Zenfone 7. Khi mà nhìn chung ấy, thì như anh em có thể thấy rằng ở thời điểm hiện tại các hãng đều đang thi nhau phải tìm cách để có thể ẩn mất màn hình nốt ruồi đi. Thì Asus đã đem đến cho chúng ta một nước đi rất đột phá. Tuy nhiên ấy, thì với nước đi này chúng ta sẽ phải đánh đổi lên một thứ, đấy chính là khả năng chống nước. Khi mà có phần cụm module camera thế này thì khả năng dính bụi cũng như là nước vào module làm ảnh hưởng đến máy nó sẽ rất là cao. Thế nên trong quá trình sử dụng ấy, thì đây sẽ là một trong những hạn chế ở trên chiếc máy này và người dùng chúng ta cũng cần phải lưu ý. Mà mình thì nghĩ rằng người dùng ở thời điểm hiện tại họ hướng đến sự an toàn hơn. Thế nên là thay vì làm như vậy, họ sẽ lựa chọn những chiếc máy có độ an toàn nhất định, có kiểu thiết kế màn hình đục lỗ cũng được. Nhưng mà về cơ bản họ vẫn sẽ có chống nước để giúp chúng ta trong quá trình sử dụng chúng ta an tâm hơn. Mà đừng ngâm nước nhé, cảnh báo đấy. Tiếp theo nói về màn hình thì Asus Zenfone 7 sẽ được trang bị màn hình với kích thước đấy là 6.67 inch. Tấm nền của máy sử dụng ở đây, rất tiếc lại một lần nữa, đây là một cắt giảm lớn khi mà máy sử dụng tấm nền đấy là IPS LCD. Và độ phân giải của máy sẽ là độ phân giải màn hình Full HD+. Và máy cũng sẽ có cho chúng ta được công nghệ đấy là HDR10+ để giúp cho chúng ta có được cái khả năng hiển thị tốt hơn. Nhìn chung ấy thì đây là một trong những màn hình mà không phải là đủ dùng đâu, mình đánh giá thấp màn hình này thì đúng hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể đòi hỏi vào một chiếc máy có màn hình AMOLED khi mà ở ngay thời điểm hiện tại đi. Hầu hết những thương hiệu đều đã sử dụng màn hình AMOLED rồi thì Asus Zenfone 7 lại sử dụng tấm nền LCD cho chiếc máy của họ. Một hạn chế lớn, và cái hạn chế thứ hai đấy là với việc sử dụng tấm nền IPS LCD thì chắc chắn 100% luôn chúng ta sẽ không có cảm biến vân tay ở bên phía màn hình. Và rất có thể cảm biến vân tay trên chiếc máy này sẽ được tích hợp ở bên phía cạnh bên. Tuy nhiên nhìn chung ý thì thôi, cái này cũng chấp nhận được vì Asus ở thời điểm hiện tại thì cũng không quá mặn mà đối với dòng flagship của họ nữa. Họ hướng tới dòng smartphone chơi game nhiều hơn. Thế nên là mình đánh giá cái này ở mức gọi là ổn, không quá mạnh, không quá nhưng mà đủ dùng thôi. Cuối cùng đó là về pin thì đây sẽ là một trong những ưu điểm ở trên chiếc Asus Zenfone 7. Chúng ta sẽ có một viên pin với dung lượng lên tới 5000 mAh và hứa hẹn sẽ đáp ứng cho chúng ta rất tốt trong một ngày sử dụng. Nhưng mà lại một hạn chế nữa ở trên chiếc Asus Zenfone 7 đấy là máy sẽ chỉ được trang bị cho chúng ta công nghệ sạc nhanh với công suất đấy là 18W mà thôi. Nhìn chung ấy thì chúng ta, như mình cũng vừa mới nói, với mức giá thời điểm hiện tại rất nhiều những hãng đều đem đến cho chúng ta những công nghệ sạc nhanh và an toàn ấy. Thì Asus hoàn toàn có thể đem đến cho chúng ta những công nghệ sạc vô cùng đột phá với công suất lớn hơn như là 25W, 45W. Nhưng mà ở trên flagship của họ thì vẫn chỉ đang trang bị chuẩn sạc đấy là 18W thôi. Và công nghệ sạc của máy sẽ công nghệ sạc quick charge 4.0. Tuy nhiên nhìn chung thì thôi, lại một lần nữa mình có thể chấp nhận được. Và chiếc máy này sẽ có công nghệ sạc ngược với công suất là 10W. Với những thông số ở thời điểm hiện tại đã được dò dỉ ở trên chiếc Asus Zenfone 7 ấy, thì anh em có nghĩ rằng đây là một chiếc máy thành công hay không? Cá nhân mình nghĩ thì không. Chúng ta hoàn toàn có thể có được những sự lựa chọn tốt hơn. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi một mức hiệu năng nó không quá cao như là trên chiếc Asus Zenfone 7 để có thể lựa chọn chiếc ROG Phone 2 chẳng hạn, nếu như mà ở thị trường sách tay. Còn nếu như mà về thị trường Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ có được những chiếc máy mà nó có nhiều tính năng nổi bật hơn, thuật toán xử lý camera tốt hơn. Tuy nhiên thì như mình cũng vừa mới nói, với việc chúng ta có một con chip flagship thì chúng ta sẽ phải đánh đổi một số thứ, và camera là một trong những cái mà thôi phải chấp nhận. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc Asus Zenfone 7? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.